Em lại chào bác nhá. Hôm nay là ngày 14 tháng 10. Hôm nay em nên bán cho mọi người mấy đơn hàng. Đấy, tại vì hôm qua là em bán mấy cây hồng mỹ nhân. Một số bác hỏi có chuẩn không, đây hồng mỹ nhân nha em, cả vựa. Cả vựa hồng mỹ nhân luôn. Hoa lở thì tưng bừng ở nhà em thì nó nhiều lắm rồi. 100.000 nửa các bác làm gì cho nó mệt. Nên là cái bác ngày hôm qua hỏi em là em cũng không có bán nữa. Là có chuẩn hay không ấy. Này em không có bán nữa. Hôm nay em nên bán cho mọi người sen hồng Hàm Yên này. Mới một số cây quản tà là vằn. Có mấy bác lâu lâu phải làm video bán hàng nâu. Pinh tròn bán cho mọi người cây pinh tròn. Đây mặt hoa pinh tròn nhá. Bông cực kỳ phê luôn. Bông màu kem sữa, viền hồng. Rất là đẹp. Đấy, đầu tiên sẽ là pinh tròn để cho các bác sưu tầm. Pinh tròn đẹp chưa? Đấy. Bông cực đẹp luôn. Rồi. Đây. Đơn đầu tiên pinh tròn. Đơn này em bán là 300.000 nhé. Hai mầm. Cái này nó về các bác là cây đời này nó đẻ sẽ rất là phê này. Rất là phê cho cây này. Số 1 pinh tròn 300.000. Số 2 cũng là pinh tròn nhé. Cái này một lùm 2, 4, 5 thân. Cái này 600k. Đang lụ. Đây cũng đang lụ ở dưới này này. Cây rất là khỏe. Cái này về vào chậu to làm tác phẩm luôn. Mấy nữa là có hoa ngắm. Chậu to sau này là nay mà Tết mà có chậu nó nhiều ngồng vào nhà thì thôi chấm hết. 600k cho chậu pinh tròn này. Số 3 đó là cây 5 cây trắng Long Điền. Một bông rất là đẹp. Em sẽ quay lé lé sang góc bên này để chèn hoa cho mọi người ngắm nhá. Dễ rất phê. Em còn sót cái này nên là bán rẻ nhá. Hôm trước em bán là 150, 180 một đôi. Bác nào xem dõi Facebook thì biết. Long cái trắng Long Điền. 100k đơn số 3. Đơn số 4. Hồng xòe phấn hay còn gọi là hồng xòe. Đấy, cái này là xòe xanh nhá. Cái này là xòe xanh. Đơn này em cũng bán là 100.000. Cây rất là phê. Đấy, em quay này để chèn hoa ở bên góc bên kia cho các bác coi. Quay lâu lâu tí thì mọi người còn ngắm được bông hoa ấy, đúng không? Đấy, em quay chi tiết. 100k đơn số 4 hồng xòe. Đơn số 5 sen hồng Hàm Yên. Mặt cây rất là hot. Khi này em mới xuống chậu nha. Khi trên thân mới xuống chậu được tuần rồi. Cái này em bán là 550.000. Sen hồng Hàm Yên. Đây, đẹp. Đây cũng là sen hồng Hàm Yên nhé. Hai đơn này đều 550k. 550k cho xe nào Hàm Yên bình tròn. Phê của mày. Nó lừa em này. Cưới nó cũng lường một ca mình nhá, ông để đuổi về ngoại bây giờ tịch tướng. Đấy, còn thích bao xanh à? Cười cũng lườm thế. Tài các cụ ở nhà có bị cụ bà nào nó cười mà bị lườm không? Em số phận trai 12 bên nước nó hẩm hiu thế. Thành ra là bị lườm. Mình hiền hay bị bắt lạc. Cái này để em ngắm hoa cho mọi người nhé. Chậu này em không bán. Ba ngọn hoa rất là phê. Bên kia nó lở. Con này phải lở giờ. Nếu như em không tưới nước vào vì gần Tết nó mới tản. Tại vì đen rô này nó hoa nó bền lắm.
Đơn số 6 Hồng Mỹ Nhân. Đây có hầu như là 1, 2, 3, 4, 5, 6 6 đơn này đều là 100k cho một chậu nha mọi người nhé. 100k cho một chậu. Đấy. Có được cái lọ thì nó mất cái kia. Có cái to thì có cái nhỏ. Cái này 3kg cũng là 100.000. Nó đại loại như vậy. Thì em sẽ chèn mặt hoa ở bên phía bên tay này cho các bác ngắm từng đơn một. Nói chung là nó xem xem như nhau. Cái này cũng 100.000 này. Đấy, 2kg. Hồng Mỹ Nhân là bông hoa xuân, nó lở vào đầu xuân, hoặc nếu như các bác nào làm tốt thì làm hoa Tết chơi nhé. Với những cái chậu như này thì làm hoa Tết này. Tí em sẽ ra những cái chậu to to để các bác về ngâm cứu làm hoa Tết. Cái này cũng 100.000, cái này còn đang đi ngọn rất đẹp. 100k. Cái này cũng 100k này. Cây béo mập. Đều là 100k hết. Mỹ Nhân em nhiều lắm, các bác cứ yên tâm sưu tập chán thôi. Em định thay thế phổ xanh dàn bằng hồng Mỹ Nhân để hoa nó đẹp, hoa nó phê mà nó thơm, tông hồng nó đẹp. Các bác không chơi thì chơi cái gì. 100k. Đây cũng hồng Mỹ Nhân này, cũng 100k. Đấy. Đây. Những cái size như này thì các bác có thể làm hoa Tết này. Tại vì là Hồng Mỹ Nhân nó rất là size hoa. Đấy, bây giờ nó béo rồi. Nó béo rồi là mình về mình thúc lân và kali ngon lành cho vào cái chậu đẹp. Là mình làm hoa Tết. Chơi được hoa Tết. Làm một cái cục gỗ mini kensun nữa. Nó gỗ nhỏ nhỏ. Như kiểu mình làm cái tác phẩm sau để bàn ấy. Mai kia em sẽ kiếm một vài cục gỗ em làm những cái tác phẩm nhỏ nhỏ để bàn Hồng Mỹ Nhân này. Em sẽ chọn ra một chỗ nào nắng nhất em để làm ít hoa Tết chơi. Đấy, đơn số 7 là 150.000, size rất là đẹp, cây phê lắm, nét căng như soli. Rồi bây giờ là em sẽ có những cái kỳ Denzo vàng đỏ xưa. Vàng đỏ xưa thì hôm nay nhà em thì không còn cây nào nở hoa cả, chỉ còn những cái chậu như này thôi. Nhiều bác hỏi vàng đỏ xưa, hôm nay có mấy bác đến mua vàng đỏ xưa. 650, chậu này 3 mầm gốc. Hôm nay nửa tháng nữa thì chắc chắn là các bác không có thể sưu tầm với giá như này được. Tại vì nửa tháng nữa thì mầm nó lên nó rất là đẹp quá. Giá nó lại khác đi. Chung là mình mua tầm nào thì mình sút tầm đấy thôi. Cái này cũng 650 nha. Vàng đỏ đá cũ. Đấy, cây rất là đẹp. Còn bác nào ít đạn mà muốn mua những cây nhỏ hơn thì ở dưới này em còn mấy cây nhỏ hơn này. Đấy, bác nào mà bán hàng mà không có chỗ bán hàng, ví dụ là bán gỗ lũa, bán những cái dòng lan rừng, bán những dòng đơn thân, thì có thể liên hệ với em thuê kênh nhá. Em sẽ cho mọi người thuê kênh để nhiều bác tôi muốn bán hàng nhưng mà không có, gọi tạo điều kiện cho nhau thôi, nhưng mà phải chuẩn chỉ nhá. Em cứ nói trước mọi người thế. Con này là 500.000 này. Đang lên một mầm gốc. Mầm bên này thì đang sưng thôi. Vàng đỏ xưa nhá. Đây. Con này là 450 này. Đang sưng hai mầm. Đang sưng rồi, bọn này nó nhanh lắm, mấy nữa là to sưng to tướng này, lại giá này khác. Con này là 480.000. Vàng đỏ xưa. Bông rất là đẹp. Còn đây là vàng đỏ xưa lộn xộn. Cái này thì em chưa có giống nhiều nên tạm thời em chưa có chia sẻ. Mọi người thông cảm. Tạm thời chưa chia sẻ. Đó là toàn bộ những cái đơn hàng của em ngày hôm nay. Thì bác là sưu tầm cái gì thì có thể nhắn Zalo, thì em chèn số điện thoại ở trên màn hình để cho mọi người sưu tầm nhé. Em là sĩ Hải Phòng. Đây là những cái tác phẩm sen hồng Hàm Yên nhà em đang thắt ngọn rồi. Thắt ngọn này nó béo nó to sang làm ươm kỳ nó sướng. Ươm kỳ nó mới sướng. Sen hồng Hàm Yên này.
Đấy, đây là quang cảnh Đà Lạt nhà em nhá.